Trong tuần qua, thì nhiều tờ báo và các chuyên gia quốc tế đã ấn tượng trước các con số tăng trưởng của Việt Nam trong tháng 10 và trong 10 tháng đầu năm nay. Theo đó, thì kinh tế Việt Nam đang phục hồi rất vững chắc và dự báo sẽ trở thành tâm điểm tăng trưởng mới của châu Á. Tờ Reuters có bài viết với nhân đề Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, trong đó khẳng định nguồn vốn FDI cam kết vào Việt Nam tăng mạnh trong tháng 10 với trị giá 5,3 tỷ đô la Mỹ, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình hàng tháng là 2,2 tỷ đô la Mỹ. Tờ India Times có bài viết khẳng định, Việt Nam trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng châu Á. Tờ báo này nhấn mạnh, bất chấp những khó khăn trong năm 2023, Việt Nam đã thu hút hơn 20 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 9 tháng đầu năm, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng được tạo ra trong nền kinh tế Việt Nam được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư của các công ty đa quốc gia và nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI. Đây là một ví dụ điển hình cần được nhân rộng trong khu vực. Tuy nhiên, trong tương lai, Việt Nam cũng cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tìm kiếm các nguồn tăng trưởng mới và tinh thần kinh doanh đổi mới là nguồn tăng trưởng chính. Tờ Nikkei Asia đánh giá đã thấy dấu hiệu phục hồi kinh tế ở quốc gia vốn rất nhạy cảm với những biến động của nhu cầu thế giới khi xuất khẩu và sản lượng công nghiệp của Việt Nam trong tháng 10 đã tăng so với một năm trước đó. Cụ thể, xuất khẩu trong tháng 10 đã tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu cũng chứng kiến mức tăng 5,2%. Chúng tôi kỳ vọng vào sự phục hồi của kinh tế Việt Nam trong tương lai nhờ sự tăng trưởng của tiêu dùng nội địa, sự tăng cường của dòng vốn đầu tư nước ngoài và sự phục hồi của ngành du lịch. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận với chính phủ Việt Nam nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình hỗ trợ này sẽ góp phần phục hồi nền kinh tế Việt Nam. Tờ Tân Hoa Xã nêu bật con số ấn tượng tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay khi tăng tới 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 207,5 tỷ đô la Mỹ. Chỉ tính riêng trong tháng 10, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng cũng tăng tới 7% so với cùng kỳ và tăng hơn 1,5% so với tháng 9.